Bạn gặp khó khăn trong việc hiểu cũng như đồng hành cùng người bạn đời của mình. Bạn không tự tin về bản thân. Nguyên tắc nào sẽ giúp bạn giữ lửa hôn nhân và tình yêu? Đồng hành cùng bạn trong khóa học Phụ nữ lãnh đạo bằng quyền lực mềm là giảng viên Vera Hà Anh. Lãnh đạo bằng quyền lực mềm là cách tác động trực tiếp lên hệ thống giá trị niềm tin của chồng, làm thay đổi hành vi suy nghĩ của anh ấy và khiến cho anh ấy muốn làm cái điều mà bạn muốn và tự nguyện làm mọi việc mà không cần phải ép buộc, thông qua khả năng lãnh đạo gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng lên chồng của mình để giúp bạn dễ dàng đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Ba yếu tố quan trọng để giúp bạn khác biệt với những người phụ nữ khác, giúp bạn trở nên vui vẻ và hạnh phúc và bền vững trong hôn nhân hơn. Một là phải hành động. Hành động xong rồi thì nó có một điều khác biệt với những người phụ nữ khác, đó chính là phải chịu trách nhiệm. Điều thứ ba đó chính là rút ra bài học. Bài này rất quan trọng. Phải rút ra bài học. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.